Hello. I'm making fish balls. Salmon. My husband cut up the salmon and took out the bones and everything. He did the dirty job, but I got a good job. I just filled the shrimp. But I still do more. I still do the dishes and everything and peel stuff. And he does the dirty job. Okay, salmon, put some shallots in, and I put some herbs in, different kind of herbs, and I put in some American sausage, and I put in spices, fish sauce, sugar, pepper, and flour. Flour in here too. Okay, now. Okay, put the lid on. First, to plug it in first. First, I'll put in some purple onion too. I also put in a little tablespoon of flour.
boil it. Maybe cold water with ice. Cold water with ice. That's not the way. Cold water with ice is good. You want to break it hot. Xin chào các bạn. À, bữa nay mình kể chuyện rất là vui vẻ luôn. Buddha food. Buddha. Your boss only $3 sir. Win three play. Oh, so you buy $3, you take back $3. Yes. Same thing. You lost any? Oh. Okay. Boss tastes very good. Huh? Boss tastes very good. Yeah. Well, tasty one, yeah. Right? Very good too. All tastes good. Oh, tastes good, this one too. This Buddha. Yes. So that food for me. I'm going to ăn chay. Nhưng mà ăn chay đụng cái gì ăn đó, các bạn biết không? Chứ mình không có phải là ăn chay trường kỳ sáng kiến như mấy người khác. Chai nhưng mà xả cái này cũng là chai luôn, tại vì nó cũng không có thịt thà gì trong đó. Ơ, có thịt trong đó. Oh my god, one can eat that, ăn chai mà thì sao học vịt nước mắm. Oh my god, okay, without the mắm I can eat. Oh, okay, fish is okay, fish is steak, ăn chai. Chai đụng nước mắm mình ăn, chai đụng thịt mình ăn, tại mình theo thiền tông mà, không, thiền tông bắt phái thì năm phái rồi, đụng ăn thịt cũng ăn được. Còn sơn về được nam chơi á, mình có thấy có mấy ông sư cạo đầu tối là xuất trận nha, ban ngày thì là ở đâu gần bên Phật, tối thì xuất trận đi hát với nhau. Nhưng mà mới được giờ đều mắng thì ấp này em bên này thì go tôi hát với nhau rồi mới. Yes. Oh my god, the mắc hát với nhau.
Same, same song with Jason. Hát toàn là yêu đương mùi mẫn không à. Bó tài luôn. Ngon quá hả? Còn nấu này cho anh ngon á. Chết. Không, ngon. Well, first. Bôi được quá đây. Right. Đổ rồi. Đổ đổ. Ngọt thiết. Oh yeah. Mình không có răng nữa là bà xã cắt nhỏ ra. Rồi luộc, luộc trước. Luộc trước là mềm á. Rồi bà xã với xào với nước tương. Vậy chứ hậu làm này ngon, giống như ở Việt Nam mà. Nhưng ở Việt Nam người ta làm dây như vậy là hậu làm mỏng cũng được rồi. Ngon quá. Thấy phê đó. Các bạn, bà xã làm đá trứng nè. Để ăn với cơm tấm á. À, ngon các bạn, xã giỏi ha. Các bạn cho mình một đăng ký nha. Các bạn nhớ đăng ký với ơi viết lời nhắn vô hỏi thăm bà xã nha. Bà xã làm ăn ngon mà các bạn. Hậu về mở quán cơm chả đi nha, ở Việt Nam nha. Hậu về Việt Nam mở quán cơm chả. Còn cái này như đây, coi hậu làm gì đây, đây là quán xã. Sắc chết của hậu hả? Quen. Nó kì bì lì xét xem thì tôi mê tôi. Xem là chào. Chị hậu không có ghen. Như không có ai bằng được chị. Không có ai bằng được chị. Cho nên không chị không có ghen. Từ khi nào tôi thấy người nào hơn được chị á, tôi mới ghen.
Thôi. Thôi xong. Yes. Chúc các bạn ngày tứ xá vui vẻ. Là bà xã về mai mốt về Việt Nam mở mở quán bán buổi sáng được rồi đó. Không? Bye bye. Non quá. Bye bye. See you. May the weather be clear by then. Clear weather or nice weather. Okay. Bye. Oh, yeah, lucky. It's gone. Oh, probably. Oh.